Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể cô chú chị nha. Hiện tại Thiên Định đang có mặt tại biển nước mặn 6,1 ha tại dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm cô chú chị ạ. Cô chú anh chị chúng ta có thấy bãi cát nó dài và nó trắng nó đẹp như nào không ạ? Rất là tuyệt vời luôn cô chú chị ạ. Nước biển xanh trong. Bên kia xa xa đó chính là trung tâm thương mại. Trông nó đẹp, phải nói là nó đẹp tuyệt vời luôn. Đứng bên này biển mà ngắm bên trung tâm thương mại cùng với những cái rặng dừa, bãi cát trắng dài miên man, làm con cảm xúc nó dâng trào lắm cô chú anh chị ạ. Những cô chú anh chị nào chúng ta ví dụ như nhiều người có thể đi biển nhiều rồi thì nó có thể là nó khác, nhưng mà Thiên Định thì rất ít được đi biển. Ngày xưa đi biển Phú Quốc và biển Nha Trang thì cũng đi theo theo đoàn đi du lịch, nhưng mà thực ra bây giờ ở ngay ngay tại gần nhà mình, đi ra đây có 5 phút là ra được một cái bãi biển nó đẹp mà nó tuyệt vời như này, thì cảm xúc của Thiên Định nó dâng trào. Và Thiên Định cũng hiểu rằng là cô chú anh chị chúng ta mà tới đây mà đứng ở trên được cái mặt biển đấy, mà nó ngay ở gần với cái khu nhà mình đang ở ấy, thì cảm xúc nó đẹp, nó hay lắm, nó khó mà nói nên lời. Đấy, này cô chú anh chị nhìn thấy rặng dừa này, nhìn cái rặng dừa. Thiên Định cũng biết là Thiên Định quay nó hơi bị rung, hôm nay Thiên Định rút kinh nghiệm, xin lỗi toàn thể cô chú anh chị là những cái video trước là Thiên Định cầm quay lia nó rất là mạnh, thì có nhiều cô chú anh chị chúng ta đã góp ý kiến thì Thiên Định cũng hiểu, cho nên Thiên Định bây giờ sẽ quay rất là chậm luôn để cô chú anh chị chúng ta ngắm được thực tế cái biển. Đây, biển nó đẹp lắm rồi. Đẹp mà không thể nói lên lời đấy. Đẹp mà không thể nói lên lời cho mày lên lời. Đấy, bãi cát này. Biển xanh cát trắng, rặng dừa cao. Đấy. Rặng dừa lại cùng với những cái chòi, những cái ghế gọi là để cho cô chú anh chị chúng ta có thể nằm thư giãn ngay tại bãi biển, cảm giác nó mới tuyệt vời làm sao. Đây, những cái chòi, những cái ghế này cô chú anh chị nhìn này, cảm giác đây, biển đây chứ đâu cô chú anh chị, biển ở đây chứ đâu, cát trắng này tuyệt vời đấy. Những cái căn biệt thự đơn lập tại dải hài Âu 1 nó in hình bóng xuống biển. Đây, cô chú anh chị chúng ta thử tưởng tượng xem những cái hình ảnh này nó chỉ ở trong phim thôi, nhưng mà đúng thật hiện tại nó đang ở ngay trước mắt của chú anh chị đây, đó chính là biển nước mặn 6,1 ha tại dự án Vinhome Ocean Park. Và những hình ảnh này là những cái hình ảnh thực tế, và Thiên Định đang có mặt ngay tại bãi biển luôn. Bãi cát trắng dài đẹp miên man. Mình cứ nghỉ xem, cô chú cứ nghỉ đi, buổi tối nhá, hai vợ chồng mà dắt nhau ra biển đi dạo, bọn trẻ thì ra nghịch cát, hai vợ chồng ngậm ngồi ở chòi đây nắm tay, trời, không khác gì gọi là mới lần đầu yêu nhau đâu cô chú chị. Tình cảm nó dần dần đi lên. Tuyệt vời luôn. Đúng là những hình ảnh tuyệt vời. Cô chú nhi anh chị nhìn sóng nước à. Nước này nhìn thì chỉ muốn nhảy xuống 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 biển thôi. Đấy. Những cái dãy shop house thương mại mặt biển kim cương kia sau này mới là giá trị. Tuyệt đẹp. Trung tâm thương mại thì ngay ở kia. Buổi tối nhá, cô chú cứ, anh chị cứ tưởng tượng đi, buổi tối mà ngồi đây mà ngắm trung tâm thương mại lên đèn, những cái dải Hải Âu 1 kia mà lên đèn thì tuyệt vời luôn, cực đẹp luôn ấy. Bãi cát phải nói là rộng, quá rộng luôn, nhưng mà rộng. Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể cô chú anh chị nha.
Chúc cô chú anh chị chúng ta có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc nha. Vâng, video này mục đích là Thiên Định muốn review và giới thiệu tới toàn thể cô chú anh chị chúng ta hình ảnh thực tế tại biển nước mặn 6,1 hecta. Quá đẹp luôn. Những hình ảnh này đúng không? Cano dạng dừa, biệt thự in bóng. Đúng là những hình ảnh này chỉ có ở trong phim thôi. Nhưng mà đúng là bây giờ nó đang hiện ngay trước mặt. Tuyệt đẹp. Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể cô chú anh chị nha.